Mày muốn đi đâu? Có chỗ để ở chưa? Tao tưởng ông già tao sắp xếp cho mày đón tao xong rồi đưa tao đến chỗ ở mới mà. Không phải. Đến cái giờ phút này mày vẫn còn nghĩ được như thế thì bố mày quá hạ mày luôn đấy Long ạ. Ông già mày vứt được ra ngoài đường cho mày tự sinh tự diệt. Thế bây giờ mắc mớ thì ông phải lo chỗ ăn chỗ ở cho mày. Ngu. Sao? Chứ không có chỗ nào để đi à? Thế tại sao mày lại đón tao? Là lệnh của anh Khải. Anh bảo ra đến đón mày rồi mày muốn đi đâu thì đi. Chứ tao quan tâm làm đếch gì mày. Cái thằng què đấy giọng trịnh thượng vãi tè. Mày cầm cái mồm vào. Là anh Khải thương. Thấy mày có lớn mà không có khôn. Trong khi đấy ông già mày thì quá là vô tình với mày thì muốn giúp thôi. Mà bọn tao cũng chỉ giúp mày được nốt cái chuyến xe này thôi. Sau đấy mày muốn đi đâu mặc xác mày. Giày dừa mãi ảnh hưởng anh em tao ra. Để ông già phát hiện được. Anh em tao khi dòng sông ly biệt luôn. Được rồi. Chuyện ở đây nước này thì chơi thôi. Mày định chơi ai? Ai? Cho tôi xuống đây đi. Anh ơi, anh chưa thanh toán ạ. Thằng Khải khách quen đây đúng không? Nó thanh toán. Alo anh ơi, bán 3 năm anh Khải thanh toán phải không ạ? Không, không có ai thanh toán đâu. Ôi anh ơi, anh Khải chưa thanh toán ạ. Anh quên ví. Mai anh thanh toán được không? Không được đâu anh ạ. Dạo này hay có cái trò ăn quỵt lắm đấy. Bố mày phải quỵt là. Để em qua quản lý ạ. Quản lý? Mày có thường bố không à? Bố mày thừa tiền mua cả cái quán này luôn nhá. Mày kia, tay anh bạn đấy. Mày đi tìm thằng Long đi. Cấp cho nó một cái điện thoại. Với lại bơm cho nó ít tiền. Làm gì anh? Kệ thằng cha nó như. Cho nó khổ nó quen nó biết mùi đời đi anh ạ. Cứ làm đi. Vâng. À, cái con đồng chí thì anh có cần em. Chưa đến lúc. Quản lý! Mày coi thường bố không à? Bố mày thừa tiền mua cả cái quán này luôn nhá! Anh kia! Sao anh bạn ấy? Bố mày thích anh được! Khốn nạn! Này! Cái điện thoại này nó không xịn nhưng mà là tình cảm của anh Khải nhá! Cô trọng tí đây! Bọn chó cắn lén! Chúng mày cứ chờ đấy! Sớm muộn gì tao cũng xử từng thằng một. Anh Khải tài trợ. Không xịn lắm nhưng mà bền, mặc ấm. Cái này là quần áo. Thế không nó là giày rách à? Ăn mày lại còn đòi xôi gấp. Long ơi, giấc mơ thái tử của mày qua lâu rồi. Bố tao không hỏi gì về tao à? Sếp giờ này làm ăn được. Phải đi tiếp đối tác này. Xong rồi là đi hưởng thụ. Thời gian đâu mà quan tâm cái thằng như mày. Này, anh Khải cho 5 tờ kịch số đấy. Bịu cái gì? Thế thôi, tự đi mà lo cái phần còn lại chứ ai kiếm tiền nhà nghỉ cho mày được mãi. Đi vệ sinh không biết xả nước à? Nhớ này, đừng có bô bô mồm ra đây, tao với anh Khải còn phải kiếm cơm á. Biết rồi. Nói chuyện đàng hoàng cứ phải quát quát làm gì. Muốn hỏi thì hỏi đi. Anh tình thế. Em thắc mắc là sao anh lại đi giúp đỡ thằng Long làm gì ạ?
Trong khi đấy là anh ghét nó như chó. Không bằng thằng bố nó. Sao? Không bằng thằng bố nó. Là sao anh? Cái thằng Long Đần ấy, trẻ trâu, nắm dễ trong lòng bàn tay. Còn thằng bố nó mới là bẩn tưởi, đáng gờm, mày hiểu không? Ừ. Thế nhưng mà ghét như thế thì vẫn cứ đi làm cho ông ấy làm cái gì? Biết thế. Uống đi. Mấy người khỏe nghĩ gì? Không. Tôi nhặt mắt lắp lại cho không? Rớt hết cả ra bên ngoài rồi đấy. Có lòng tốt thì khoác áo vào cho người ta. Từ từ từ. Gì đấy? Chìa khóa. Chờ tí nhá. Cô ơi. Này. Ai đưa vào đây mà lại nằm đây này? Mẹ cháu ở nằm đây đợi mẹ cháu xong việc thì về. Mẹ nào? Tên gì? Mẹ Linh ạ. Người mới à? Trông quen thế nhở? Con Vũ Khải đúng không? Vâng ạ, sao chú biết? Sốt rồi này. Thì là bác Chí chính là cái người mà khiến cho ông Đông bị liệt nửa người như bây giờ à? Bao nhiêu năm nay không có chuyện gì xảy ra. Bây giờ bác Chí bác ấy về, thì nếu mà ông Đông phát hiện ra thì làm sao ông để yên nhà mình? Đúng không? Anh gọi điện cho bà nội của mầm đi. Anh dặn mẹ là đừng nói gì tới việc bác Chí về. Ông Đông mà biết thì chết anh ạ. Bà nội sẽ không nói đâu. Nếu bà nội mà nói thì nhà mình làm sao mà yên ổn đến tận bây giờ được. Vấn đề anh lo lắng ở đây ấy, là anh Chí anh ấy biết cái việc làm cho ông Đông bị liệt như thế là do anh ý. Anh sẽ tự dằn vặt mình rồi lại suy nghĩ linh tinh, em hiểu không? Cái đấy thì có cái gì mà anh phải nghĩ? Em sợ là em sợ ông Đông. Ông có để yên cho mình không? Ông cứ máu mặt như thế nào anh biết thừa rồi.